Xin mến chào bà con và các bạn với kênh Liêu Nguyễn nha. Hôm nay quay lại nhà vườn Vinh Trần có cái lô phô hoa giấy Mỹ đẹp nha bà con, dáng quái, đặc biệt là có cái màu cam rin của phô giấy nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng giao lưu với nhà vườn rất là quen thuộc ạ. Rồi anh chào Vinh. Rồi chào anh Liêm, chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn em. Hôm lâu quá không có giao lưu, hôm nay em lên tiếp tục cho cô chú anh chị mình là khoảng 30 mấy phô hoa giấy Mỹ đế VIP nha cô chú anh chị, tông dáng bonsai đẹp nha. Đặc biệt là có 5 cây màu cam rin của giấy Mỹ nha cô chú anh chị, giấy Mỹ màu cam rin nha, chỉ có 5 cây thôi. Em vào cây mã số 1. Cây này em giao lưu là 350 ngàn đó, bao gồm phí ship. Hoành em đo là 19 nha. Tổng cây là 53. Đế em này sổ 53 luôn nha quý cô chú anh chị. Rất là phơi nha. Mã số 1 350 ngàn. Rồi em xuống cây số 1, em lên tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 một cây dáng quái whip nữa nha quý cô chú anh chị. Mã số 2 rất là đẹp nha. Mã số 2 này em giao lưu với mức giá là 400 ngàn. Cây này hoành nó không lớn nha, nhưng đế rất là to nha cô chú anh chị. Hoành 18. Tổng cây em đo được là 81. Bộ đế này là 43 nha quý cô chú anh chị. Rất là phơi nha. Quá đẹp luôn, chỉ có 450 ngàn thôi. Ở cây này là cô chú anh chị chơi cây nào là đáng đồng tiền cây đó nha. Mã số 400 ngàn, mã số 2. Rồi xuống cây số 2 lên tiếp tục là mã số 3. Số 3 một cây trực lắc nha quý cô chú anh chị. Số 3 là cây trực lắc rất là đẹp. Số 3 này em giao lưu với mức giá là 300 ngàn nha quý cô chú anh chị. Mã số 3 300 ngàn. Hoành cây này em đo được là 24 ạ. Tổng chiều cao 72. Đế cây này sổ 40. Mã số 3 giao lưu với mức giá là 300k. Hàng nhà vườn em là ship nguyên bầu nha cô chú anh chị, bao ship bao sống toàn quốc, cây có chế độ bảo hành đầy đủ nha. Rồi em xuống cái mã số 3, lên tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một em chân dài tay cành siêu đẹp luôn. Mã số 4 này giao lưu với mức giá chỉ có 250.000 nha quý cô chú anh chị, 250.000 cho mã số 4 ạ. Hoành cái này em đo được là 21 vịn anh nha em. Hoành 21. Tổng cây 73. Bộ đế là sổ 44. Giá giao luôn là 250.000 nha quý cô chú anh chị. 250.000, rất là đẹp luôn nha. Rồi, em xuống cái mã số 4, lên tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 cũng là một cây dáng trực đế quái nha quý cô chú anh chị. Số 5 là một cây dáng trực đế quái rất là đẹp nha. Cái này em giao luôn là 230.000 nha quý cô chú anh chị. Hoành là 17 ạ. Tổng cao 68, bộ đế của này sổ 32. Chỉ có 230.000 nha quý anh chị, dáng rất là đẹp nha, tay cành bao đẹp luôn. Rồi, xuống cái số 5 lên tiếp theo là mã số 6. Số 6 là một em bonsai nha. Tay cành chuẩn đẹp nha quý anh chị, đế rất là phơi nha. Đó, cây này là dáng bay như thế này nha quý cô chú anh chị, dáng bay nha. Đó, nó bay như thế này. Cây này em giao lưu là 400.000 nha quý cô chú anh chị, 400.000 đã bao gồm phí ship toàn quốc ạ. Hoành cây em đo được là 21. Tổng cây 76. Bộ đế này sổ 53. Rất là phơi nha cô chú anh chị. Giá em giao lưu chỉ có 450 thôi. Rồi xuống mã số 6, lên tiếp theo là mã số 7. Rồi tiếp cây tiếp theo là cây mã số 7 nha quý cô chú anh chị. Mã số 7 này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 400.000 nha. Một cây đế cao dáng đẹp nữa. Hàng rất là đẹp nha. Hoành là 24. Tổng cây em đo được là 74. Bộ đế này sổ 55. Rất là phơi nha quý cô chú anh chị. 400.000 cho mã số 7. Rồi em xuống mã số 7, lên tiếp tục mà mã số 8. Số 8 một cây VIP nha cô chú anh chị. Cây rất là dài, rất là VIP nha. Cây này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 1 triệu nha quý cô chú anh chị. 1 triệu nha. Cây này trực lắc giống như vậy cô chú anh chị. Đó. Dán bao phơi nha cô chú anh chị, nhìn thì mình nha. 1 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Số mấy nha? Số 8 nha quý cô chú anh chị. Hoành 23. Tổng cây em đo được là 1m06. Đế của em này sổ 60 nha quý cô chú anh chị, đế sổ 60 nha. Tổng hoành đế em đo được là 90 nha quý cô chú anh chị. Tổng hoành đế 90 mà bán giá có 1 triệu quý cô chú anh chị. Ghé bèo nhèo luôn nha. Mã số 8 1 triệu bao cước. Rồi xuống mã số 8 lên tiếp theo là mã số 9 ạ. Số 9 là một cây rất là phơi. Dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái mã số 9 này em giao lưu với mức giá là 280.000 nha quý cô chú anh chị. Cái này là đẹp từ tông dáng tới tay cành luôn nha cô chú anh chị, rất là đẹp nha. Hoành 21.
Tổng cây em đo được là 84. Đếm này sổ là, ủa, đếm này sổ là 56 nha. Đó, 280.000 cho mã số 9. Rồi em xuống cây số 9 này, lên tiếp theo là mã số 10 của chú anh chị ơi. Số 10 là một cây, mấy cây này không cần quảng cáo nhiều, của chú anh chị mình tự thẩm định giúp em nha. Dáng thế đế rất là đẹp luôn. 450.000 cho mã số 10. Hoành 24. Tổng cây 74. Bộ đế của em này sổ 51 nha cô chú anh chị. 450.000 nha. Rất là to luôn. Cô chú anh chị mình thảo cái cây với em là cô chú anh chị biết độ to của nó là. Rồi, tiếp theo là mã 11. 11 đúng không em? Rồi, cái mã 11 này em giao lưu với mức giá là 300.000 nha quý cô chú anh chị. 300.000 cho mã 11 nha. Hoành 26 nha cô chú anh chị. Hoành 26. Tổng cây 70. Bộ đế của em này sổ 46. 11 300.000. Rồi em xuống cái mã 11 lên tiếp theo là mã 12. Mã 12 là một em chân dài tới nách luôn. Tông dáng bậm trợn luôn nha. Bộ đế hết hồn quái luôn. Dính các bạn. Wow. Dính rồi. Cây này em giao lưu với mức giá là 900.000 nha quý cô chú anh chị. 900.000 nha. Hoành cây em đo được là 29. Tổng cây này là 1m08 nha quý cô chú anh chị. Tổng cây 1m08 nha. Đế của em này sổ là 62. Đây, cây này là dáng vậy. Đó, em cũng chưa có cắt sửa vô phơm. Của chú anh chị mình về cắt theo ý nha. 900.000 cho mã 12. Rẻ mà đẹp nha cô chú anh chị. Cây rất là già nha. Rồi, xuống nè. Rồi, tiếp theo là mã 13. 13 là một em nhấn bay. Đế quái co lắc đẹp. Cái này giao luôn 180.000 bao cước nha quý cô chú anh chị. 180.000 em bao cước. Hoành 18. Tổng cây em đo được là 1m06. Đế của em này sổ 57 nha quý cô chú anh chị. 180.000 đó bao gồm phí ship toàn quốc ạ. Rồi em xuống cây mã 13 lên tiếp theo là mã 14. 14 là một siêu phẩm nữa cô chú anh chị ơi. Đế rất là phê luôn. Đó. Tiếp theo cây mã 14 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 500.000 nha quý cô chú anh chị. 500.000 bao gồm phí ship toàn quốc nha. Hoành 23. Tổng cây em đo được là 68. Đế này sổ là 42. Tổng hoành đế em đo được 74. 500.000 cho một tác phẩm bông giấy Mỹ rất là đẹp luôn. Rồi em xuống cây mã 14 lên tiếp theo là mã 15. 15 là một cây dáng bay đế lùng bonsai. Đó, rất là phê nha cô chú anh chị. 200.000 nha. 200.000 cho mã 15. Hoành 18. Tổng cây này là em đo được là 63. Bộ đế của em này sổ là 35. Mã 15 200.000. Rồi em xuống cây 15 lên tiếp theo là mã 16. Rồi, mã 16 chứng hình giao lưu với mức giá là 350.000 nha quý cô chú anh chị. 350.000. Hoành 24. Tổng cây là 88. Bộ đế này sổ 46. 350.000 đã bao gồm phí ship toàn quốc cho phôi hoa với Mỹ chứng hình mã 16. Rồi, em xuống cây mã 16 lên tiếp theo là mã 17 ạ. Rồi cây trước màn hình là mã 17. Mã 17 này em giao lưu cho chú anh chị mình với mức giá là 450.000 nha. Dịnh giùm anh nha. Cái đế quái quá quái luôn. 450.000. Quái hoàng quái. Hoành 24. Tổng chiều cao là 69. Bộ đế của em này sổ 41. 450 nha quý cô chú anh chị. Rất là phơi nha. Rồi em xuống cái mã 17 lên tiếp theo mã 18 ạ. 18 một cây chân dài tới nách. Đó, đế bao phơi nha cô chú anh chị. Cái này em giao lưu là 200.000 nha. 200.000 đã bao gồm phí ship nha. Mã 18. Hoành cây này là em đo được là 19. Tổng cao 72. Bộ đế em nó sổ là 33 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Mã 18 200.000. Rồi em xuống cái mã 18 lên tiếp theo là mã 19. 19 một cây chật lắc nha cô chú anh chị. Đó, cây này là đế suông nha. Đế suông nhưng mà cây dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, đồng thanh đồng thủ rất là chuẩn cây nha. Cây này em giao lưu 250.000 nha cô chú anh chị. Hoành cây em đo được là 28 nha. Tổng cây 70. Đế lúc này em đo được là 28. Cây này rất là có duyên nha quý cô chú anh chị. Chực lắc rất là có duyên nha.
Đế nó không có gói, nó suông nhưng mà nó rất là có duyên nha, có 250 thôi. Rồi em xuống cái này lên, tiếp theo là một cây gián đổ, một cây đổ quýt nha quý cô chú anh chị. Ở cái này là mã 20 chưa trồng nha cô chú anh chị, chưa trồng mà nó đã cúi đầu như vậy rồi, trồng xuống cái nữa thì rất là đẹp luôn. Cái mã 20 này em giao lưu với mức giá là 650 ngàn nha, một cây đổ quýt nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo được là 20. Tổng đổ của em nó là 80. Tổng đế em đo được 56. Rất là đẹp nha, 650. Rất là phơi. Đó, co lắc. Đẹp từ trên đầu xuống tới dưới đất nha quý cô chú anh chị. Rồi, xuống ngày mã 21, giờ hiếm có cây đổ lớn vậy lắm nha cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mơi cắm cắm đầu thì chốt cây đó về rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo là mã 21. Con đi ra Dũng. Mã 21 này em giao lưu với mức giá là 300 ngàn nha quý cô chú anh chị, 300 ngàn bao phí ship nha. Hoành em đo được là 20. Tổng cây em đo được là 94. Đế của em này sổ em nó được là 48. Tổng hoành đế em đo được 70. Cây này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 300 ngàn cho mã 21. Rồi em xuống cây 21 lên, tiếp theo là mã 22. Ây da. 22 là một em siêu vip nữa nha cô chú anh chị. Rất là phơi nha. Rồi cái mã 22 này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 550 ngàn nha. 550 ngàn. Rất là to luôn, đế đặc hừ nha cô chú anh chị. Hoành em đo được là 21. Tổng chiều cao em đo được là 86. Bộ đế của em này sổ 45 nha. Mã 22 550 nha cô chú anh chị. 22 550. Rồi em xuống cái mã 22 lên, tiếp theo mã 23 ạ. Okay, nó... Rồi cái mã 23 này em giao lưu cho cô chú anh chị với mức giá là 180 ngàn ạ. Hoành cây em đo được là 17. Tổng cây 50. Bộ đế của em này sổ là 36. 180 ngàn cho mã 23 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cái mã 23 lên, tiếp theo mã 24. Rồi mã 24 chứng hình này giao lưu với mức giá là 550 ngàn nha. Lùng bonsai tay cành đầy đủ đẹp nha cô chú anh chị. Hoành cây này em đo được là 24. Tổng cây em đo được là 63. Bộ đế con này sổ 38. Mã 24 550 nha cô chú anh chị. Đế đặt rất là đẹp luôn, đặt hư luôn. Cái này hoành cũ em đo được của em nó là 66 nha cô chú anh chị, 550. Rồi em xuống mã 24 lên, tiếp tục mã 25. Rồi mã 25 chứng hình giao lưu của chú anh chị mình với mức giá là 300 ngàn nha quý cô chú anh chị. 300 ngàn cho mã 25 này nha. Hoành cây em đo được là 27. Tổng cây là 48. Bộ đế con này sổ 38. Rất là phê nha quý cô chú anh chị. Giá em giao lưu chỉ có 300 ngàn thôi. Em xuống mã 25 lên, tiếp theo là mã 26. 26 một cây gián trực lớn nha. Cây mã 26 này em giao lưu cũng với mức giá là 300 ngàn nha quý cô chú anh chị. Hoành 35 nha. Tổng chiều cao 50. Đế cây này sổ 32. Rất là phê nha. 350, 300 ngàn nha quý cô chú anh chị. Đấy, đóng tổ mối đây nè. Cây nó hơi xấu cây. À, cho nên ra bà giao lưu giá mềm cho cô chú anh chị mình chốt gì chơi luôn. Rồi tiếp theo ạ, mã số mấy em hả? Rồi tiếp theo là cây mã 27 nha quý cô chú anh chị. 27 một cây cục nạc nha. Cây này em giao lưu với mức giá là 800 ngàn nha quý cô chú anh chị. Hoành 38 nha. Tổng cây em đo được là 57. Đế của em này sổ là 36 nha. Cây okay, nhìn tới ông chị chưa quý ông chưa quý của chú anh chị ơi, giá chỉ có 800 ngàn thôi, rẻ bèo nhèo luôn, mã 27. Rồi tiếp theo là mã 28. 28 một cây tông dáng bonsai đẹp nha cô chú anh chị, rất là phê nha. Mã 28 này em giao lưu cho quý của chú anh chị mình với mức giá là 650 ngàn. Hoành 35. Tổng cây là 63. Đế sổ là 36 luôn. 650 ngàn cho mã 28. Rồi em xuống mã 28 này lên, tiếp theo là mã 29.
Ê, mã 29 này cũng là hết cái lô màu hồng nha cô chú anh chị. Em sẽ lên mấy cây màu cam cho cô chú anh chị mình. Rồi mã 29 bởi đế rất là phê, co lắc đẹp, 650 nha cô chú anh chị, 650 ngàn nha. Hoành cây em đo được là 23. Tổng chiều cao em đo được là 67. Bộ đế này sổ 33, 650 nha quý cô chú anh chị, mã 29 nha. Rất là phê luôn, lên cái đó luôn. Rồi, còn cây màu hồng nữa cô chú anh chị ơi, mã 30. 30 co lắc đẹp luôn. Ngọc gửi quái, co lắc đẹp, cây mã 30 này em giao lưu với mức giá là 200 ngàn đó, bao gồm phí ship nha cô chú anh chị. Hoành cổ em đo được là 18 nha. Tổng cây 67. Bộ đế của em này sổ là 42. 200 ngàn cho mã 30. Rồi, xuống mã 30 này lên tiếp tục là cây màu cam nha cô chú anh chị. Hoặc pha đây nha. Đây. Để mình sẽ chèn cái hình này bên góc điện thoại để cho bà con mình cùng ngắm luôn Đúng rồi. cho dễ. Từ mã 31 trở đi. Từ mã 31 trở đi là màu cam nha quý anh chị, chỉ Bà có 5 con cây thôi, tông bà... dáng cao đẹp luôn quý anh chị, về tỉa tàn chơi ghim rất là đẹp nha. Rồi cây trước màn hình này em giao lưu với mức giá là 450 ngàn. Mã số 32. 31. 31 hoành 23. Tổng cao là 86. Đế sổ 38. Mã 32 màu cam nha quý cô chú anh chị, bảo hành mặt hoa xuống trọn đời nha. Đó, không phải màu cam em tặng luôn cây không lấy tiền. Rồi xuống mã 31 lên tiếp tục mã 32, một cây cốt, một cốt tán dù. Cây này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 400 ngàn nha, 400 ngàn cho mã 32. Hoành cây em đo được 18. Tổng chiều cao là 1m17. Đế nó sổ là 35. Rất là phê nha, 400 ngàn cho mã 32, một cây màu cam rin, phôi hoa với mỹ màu cam rin. Rồi xuống. Rồi em trên lên đỉnh tiếp cây tục còn là mã 43. Thay cành 33. Ủa 33. 33 một cốt tán dù đẹp, cây này giao lưu với mức giá cho cô chú anh chị mình là 600 ngàn nha. 600 ngàn một cốt tán dù đẹp luôn, dịnh em. Hoành em đo được của nó là 23. 23 nha quý cô chú anh chị. Tổng cây 1,5 m. Bộ đế này sổ 43. 600 ngàn. Tới lát chưa cô chú anh chị ơi, màu cam rin nha. Đó màu hiếm mà giá cũng phải chăng cho cô chú anh chị mình về chơi. Rồi em xuống cây mã 33 em lên tiếp tục mã 34. Cây khủng mã 34 một cây màu cam nha cô chú anh chị, cây khủng lồ nha. Rồi cây mã 34 này em giao lưu cô chú anh chị với mức giá là 1,2 triệu nha, 1,2 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn. Hoành em đo được là 32. Tổng chiều cao của cây này là em đo được là 12, 1m12 cô chú anh chị. Đế của em nói sổ là 44. Bành đế dưới này em đo được là 63 nha cô chú anh chị. Đó, đế quái nha, dáng đẹp, tông đây dáng tay cành đẹp. đây 1 à triệu 2 bao kính phí ship cho mã 34. Bảo hành mặt hoa màu cam trọn đời, không phải màu cam em đổi cho anh em mình cây khác hoặc bằng tiền đủ cây lại cho anh em mình tặng luôn cây luôn. Đi số phụ đi bé. Con nào mà chơi giấy rin là lấy cái màu này là cũng hot lắm. Rồi. Em xuống lên tiếp theo là mã 35. Ở 35 cây này cũng là cây cam rin, cũng cây là cây cuối clip nha. Cây này em giao lưu là 450 ngàn nha cô chú anh chị, 450 ngàn bao cước nha. Hoành cây em đo được là 23 nha cô chú anh chị. Tổng cao cây này em đo được 1,05 m. Bộ đế của em này sổ 45. Rất là phê nha. 450 cho mã 35. Mã 35 này cũng là mã kết thúc clip hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ nhà vườn rất là nhiều ạ. Cảm ơn cô chú anh chị ạ. Rồi, cảm ơn Vinh nha. Cảm ơn bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo nha. Chi tiết liên hệ số điện thoại dưới góc trái màn hình nha bà con. Bye bye bà con ạ.